Rồi, ok, xin chào các bác. Thì các bác có thể thấy sau em là cái con sông, ngồi đây khá là mát các bạn. Thì nên em sẽ chia sẻ một số cái vấn đề mà có thể những anh em nào dùng LG lâu rồi ấy, thì đã biết rồi, nhưng mà một số anh em nào mới dùng ấy, thì có thể là chưa biết, và những một số cái vấn đề này ấy, khá là hay nhầm lẫn và anh em mới vào dễ bị lừa lắm. Điều thứ nhất ấy, là có một cái khái niệm mà xuất hiện cũng khá lâu rồi, nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại ấy, thì cũng còn khá nhiều anh em còn bị nhầm lẫn. Đó là cái khái niệm mà thin quy ấy. Thì cái khái niệm thin quy nó xuất hiện từ cái thời G7, V35, V40 sau này nữa. Và sau này nữa thì có thêm V30 nữa, V30 thin quy. Đó, thì rất nhiều anh em mới không hiểu cái từ thin quy nó là gì, và rất nhiều anh em tương gia ấy cứ lấy cái từ thin quy ra mà quảng cáo cho cái sản phẩm của mình ấy. Nào là máy tôi là máy V35 thin quy đấy, máy V30 thin quy đấy, nghe nó có vẻ là ghê gớm, nó to tát lắm, nhưng mà thực sự cái từ thin quy đó đối với mình không có định nghĩa gì cả, nó chỉ tốn thêm giấy mực của LG thôi. Cái từ thin quy ấy, nó không biểu hiện cho là cái máy đấy nó ngon hơn những máy bình thường đâu, nó ngon hơn những máy không có từ thin quy đâu, nó không ý nghĩa như vậy nhé. Nó chỉ là một tên gọi thôi, nó như một cái tên gọi của cái dòng Galaxy bên Samsung thôi, và bên LG thì họ gọi là thin quy để họ tượng trưng cho một cái hệ sinh thái của LG thôi. Nhưng mà thực ra thì mình theo dõi cái hệ sinh thái thin quy của LG, mình chả thấy nó có ý nghĩa gì cả và chẳng thấy nó làm được cái gì cả. Cho nên là nếu như ai nói mà máy tôi là thin quy đấy thì các bác cứ coi như là không biết, coi như là không không có gì nhá, nó không có ý nghĩa gì đâu. Điều thứ hai ấy, là những cái máy một sim của LG thì có dùng phần mềm để up lên hai sim được không? Tại vì câu hỏi này cũng có rất nhiều bác hỏi, thì em xin trả lời là những cái máy một sim của LG từ máy Hàn, máy Mỹ mà đã bán ra thị trường hiện tại bây giờ ấy, bán ra thị trường là một sim thì sẽ không dùng phần mềm để up lên hai sim được nhé. Các bác nhớ nhé, không dùng phần mềm để up lên hai sim được. Các bác muốn lên hai sim ấy chỉ có thay main thôi. Mặc dù cái main của những cái máy một sim đấy nó có cả khe sim thứ hai, nhưng mà các bác không dùng phần mềm để up lên hai sim được đâu. Nó không giống như những dòng Samsung đâu. Samsung nó có dùng hai con chip, là một là chip Exynos của Samsung họ tự làm này, và một con chip của Snapdragon này. Thì những cái máy của Samsung ở thị trường Hàn ấy thường thường là dùng cái bản Exynos, và thường thường là những cái bản đấy phần cứng họ đã có cái tích hợp hai sim rồi, nên họ chỉ cần dùng phần mềm để mà up lên là được hai sim. Nhưng mà LG thì không vậy nhá. LG chỉ dùng duy nhất một chip là Snapdragon thôi, dẫn đến là những cái bản mà họ đã bán ra một sim rồi ấy, thì sẽ không dùng phần mềm để up lên được, không dùng phần mềm để up lên hai sim được nhá. Đấy, các bác nhớ đấy, mặc dù là có khe sim thứ hai nhưng mà không dùng phần mềm để up lên được. Điều thứ ba ấy là cái bản LG hai sim, thì từ trước tới nay ấy, mọi người và ngay cả em cũng thế thôi, cũng cứ nghĩ là cái bản hai sim ấy chỉ có trên thị trường Hồng Kông thôi, nhưng mà không phải như vậy. Dạo gần đây xuất hiện những cái bản hai sim ở những thị trường khác nữa đấy, thì cái thông tin này ấy, là xác thực nhé, là có những cái bản hai sim ở những thị trường khác nhau, không riêng gì Hồng Kông. Vậy thì những cái bản hai sim ở thị trường khác nhau ở đấy ấy, so với bản Hồng Kông thì thế nào? Thì qua thông tin em tìm hiểu được ấy, thì là chất lượng về gia công này, chất lượng về sóng sánh này thì nó như nhau thôi. Nó chỉ là qua những thị trường khác nhau ấy, nó chạy những cái bản ROM khác nhau để mà cho phù hợp với cái thị trường đấy thôi. Còn chất lượng ấy, thì nó như nhau cả, và có thể chạy chung ROM cho nhau được nhé. Vậy thì làm sao phân biệt được cái bản hai sim đấy ở thị trường nào? Thì cũng có anh em bán máy và những anh em dùng ấy thì bảo là những cái bản hai sim ở thị trường Hồng Kông ấy nó có cái thùng rác ở dưới cái logo LG ấy. Nhưng mà cũng có người khác bảo là ở thị trường khác cũng có cái logo thùng rác đấy. Cho nên là thông tin nó cũng khá là nhiều chiều, và em thấy là chúng ta cũng không cần phân biệt nó là bản hai sim ở thị trường nào đâu, vì em thấy phần cứng nó là như nhau, nó chỉ là chạy cái ROM khác thôi. Thì về ví dụ về Việt Nam ấy, nó chạy bản ROM nào cũng được, miễn là có hai sim mà được. Có nghĩa là cứ có hai sim đó là bản ngon nhất của LG rồi. Rồi, nhân tiện ấy, nói về bản hai sim ấy, thì từ cái thời V10, V20, V30, V40, G5, G6, G7 đều có bản hai sim cả. Nhưng mà không biết tại sao là đến G8 và V50 thì lại không có bản hai sim.
Thì cái điều này em thấy cũng khá là vô lý, vì bao lâu rồi LG vẫn có làm iSIM, thế mà tự nhiên đến thời G8 V50 thì lại không có, thì không biết là như thế nào, không biết là LG đang tính toán cái gì, hay là do LG khóa cái gì đó mà anh em thợ chưa thể là chạy phần mềm để làm lên hai SIM được, thì cái điều đó em cũng chưa được rõ, thì hy vọng anh em nào biết thì comment phía dưới nhé. Bật mí cho các bác một điều nhỏ nhỏ là cái bản G6 ấy, hình như là cái mã H870 ấy, thì cái mã đấy là một SIM nhưng mà có thể dùng phần mềm để áp lên hai SIM được rồi nhé. Còn những cái máy mà đời cao hơn như G7, V35, V40 ấy, thì là hiện tại thì là không biết đã làm được chưa, nhưng mà các bác ấy chưa nói thì có nghĩa là các bác đang còn giữ nghề thì không biết được. Đấy là những thông tin mà còn khá nhiều anh em còn mông lung ấy, thì hy vọng là qua cái clip này ấy, anh em sẽ hiểu thêm được về LG một tí nữa. Rồi, ok, xin chào các bác.